Adobe đã giới thiệu phiên bản Photoshop CC 2019 với một loạt các cái tính năng và công cụ mới được bổ sung. Trong đó thì có một công cụ mới ở trong một công cụ là công cụ Frame. Công cụ này sẽ giúp cho chúng ta có thể cắt cụm che chắn là các cái phần hình ảnh, cũng tương tự như là khi chúng ta làm việc với mặt nạ, kỹ thuật làm mặt nạ trước đây. Và cái cách thao tác của nó thì chúng ta cùng nhau khám phá. Trong cái tài liệu đang mở như thế này thì các bạn có thể chọn nhấn công cụ Frame hoặc là các bạn nhấn phím tắt là Ctrl K. Sau khi các bạn nhấn chọn công cụ này thì trên thanh Option sẽ cho các bạn hai tùy chọn, một là vẽ ra cái khung hình chữ nhật và hai là vẽ ra khung hình ellipse. Và các bạn có thể vẽ bằng cách là nhấp ở trong cái hình ảnh đang mở này và các bạn kéo, nhấp và kéo để tạo ra một cái khung. Tất nhiên là các bạn có thể là đưa trò chuột vào hiệu chỉnh chiều rộng, chiều cao làm sao cho nó phù hợp với cái đoạn hình ảnh mà các bạn muốn giữ lại. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là đưa cái nội dung vào bên trong. Để đưa nội dung vào bên trong thì chúng ta có mấy cách như sau. Thứ nhất là các bạn có thể đưa thêm một cái layer mới vào đây bằng cách là duplicate một cái văn bản, một cái layer hiện có, hoặc là các bạn có thể place hình ảnh từ bên ngoài. Trong trường hợp mà chúng ta đang có một ảnh như thế này, muốn đưa phần hình ảnh vào thì chúng ta sẽ mở cửa sổ layer ra như sau. Trong cửa sổ layer này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đối tượng frame mới mà các bạn được đưa vào thì được phát sinh ra thành một layer frame. Đây có thể coi như là một định dạng mới, định dạng layer mới ở trong Photoshop. Tất nhiên nó chỉ khả dụng trong phiên bản Photoshop CC 2019. Còn trong trường hợp nếu các bạn làm ở trên Photoshop CC 2019 mà các bạn lại mở ở trong Photoshop CC 2018 trở xuống thì cái định dạng frame này do nó chưa xuất hiện ở trong phiên bản đó cho nên nó không hiểu và nó sẽ được tự động dịch ra thành một cái dạng mặt nạ giống như các phiên bản trước. Thế để đưa văn bản đưa cái nội dung mới vào thì chúng ta sẽ cần phải tạo cái frame, cái khung này trước, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là nhân bản để tạo ra một cái layer mới. Trong layer này thì trong cái tài liệu này thì chúng ta chỉ có một layer duy nhất là layer background, là layer gốc, do đó thì chúng ta sẽ tiến hành là nhân bản nó. Chuột phải vào đây và chúng ta chọn lệnh duplicate layer, nhấp OK. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy là khi mà layer mới được nhân bản lên thì nó sẽ tự động chui vào và nó ẩn ở trong cái frame này. Các bạn thấy là đây, chúng ta sẽ tạm thời chúng ta tắt cái con mắt của cái layer background gốc này đi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái layer nhân bản nó đã chui vào và nó ẩn giấu ở trong cái khung mà chúng ta đã vẽ. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai thành phần, một thành phần là khung và một thành phần là nội dung chứa bên trong đó. Và nếu như mà các bạn muốn dịch chuyển, các bạn muốn hiệu chỉnh thì các bạn có thể là thao tác như sau. Để chọn một cái khung thì các bạn có thể là chọn cái layer mà chứa cái frame đó, hay chúng ta gọi là frame layer. Khi chúng ta bấm chọn như thế này thì chúng ta chọn cả hai đối tượng, cả khung chứa lẫn cái đối tượng được chứa bên trong. Và lúc này khi mà chúng ta di chuyển chẳng hạn thì chúng ta sẽ di chuyển cả hai. Thế còn trong trường hợp mà các bạn muốn chọn cái khung riêng thì các bạn sẽ bấm vào đây. Trong trường hợp này thì các bạn bấm chọn và lúc này nó sẽ xuất hiện các cái tay nắm điều khiển giúp cho các bạn có thể điều chỉnh được kích thước và những cái phần nội dung hình ảnh sẽ được hiển thị ở trong cái frame này. Thế còn trong trường hợp mà các bạn muốn dịch chuyển để cho một cái nội dung, một phần khác nội dung trong cái ảnh đang chứa trong frame này hiển thị ra thì các bạn sẽ chọn sang cái phần ảnh ở bên này. Và khi các bạn chọn, các bạn thấy là cái có những cái bo góc màu trắng xung quanh cái thumbnail của hình ảnh này thì các bạn có thể là bấm và các bạn dịch chuyển để các bạn cho cái phần nội dung khác nó hiển thị lên thay cái nội dung hiện tại. Thế và đây là một cách. Chúng ta còn có thể là thực hiện một cái cách khác nữa. Ví dụ như là chúng ta đưa cái nội dung từ bên ngoài vào thì chúng ta sẽ làm như sau. Trong trường hợp này thì chúng ta
nhấn chọn ca hoặc là nhấn chọn công cụ và chúng ta sẽ vẽ ra một cái frame mới. Ở cái frame này thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh, chúng ta sẽ sử dụng lệnh place. Các bạn vào file, các bạn có thể chọn một trong hai cái tùy chọn là place embed hoặc là place link đều được cả. Và sau khi mà các bạn chọn lệnh thì các bạn có thể là đưa cái một cái ảnh bất kỳ vào. Để ví dụ tôi chọn là cái ảnh gấu pu ở trong Kung Fu Panda này chẳng hạn. Sau đó thì tôi nhấn lệnh place. Thì khi ảnh được đưa vào thì nó sẽ được tự động đấy, nó sẽ tự động nó chui vào và nó ẩn giấu ở trong cái khung này của chúng ta. Và tất nhiên là các bạn có thể là có kéo định vị lại vị trí cũng như là kích thước của cái ảnh ở chứa trong cái khung này. Tất nhiên là chúng ta chọn ở đây. Trong trường hợp này thì nên thu nhỏ hình lại và chúng ta nhấn Ctrl T để chúng ta chọn cái nội dung chứa bên trong. Sau đó thì chúng ta sẽ co kéo nó lại. Tuy nhiên cần lưu ý với các bạn một chút là cái thao tác hiệu chỉnh ở trong trong Photoshop 2019 này thì nó có một số các cái thay đổi nó hơi khác lạ so với lại phiên bản 2018 trở về trước. Các cái thao tác ví dụ như là giữ shift để thu tự động thì nó vẫn đảm bảo là thu không bị biến đổi tỷ lệ. Tuy nhiên là cái thao tác mà các bạn nhấn giữ shift alt thì nó lại không giống như là cái thao tác trước đó mà các bạn đã từng làm. Nó bị méo hình, nó không còn giữ được cái tỷ lệ nữa. Và do đó thì các bạn cần giữ shift kéo từng góc một để định vị lại cái kích thước cũng như là vị trí của cái bức ảnh của chúng ta. Cái khung hiện lên là chỉ để cho chúng ta nhìn thấy được là cái phạm vi của nó đấy. Nhưng mà cái nội dung thực sự thì nó sẽ nằm ở trong cái khung sáng này. Nội dung thực sự của bức ảnh nó sẽ nằm ở trong khung sáng. Và khi in ra thì các bạn thắc mắc là có nhìn thấy cái phần khung này hay không thì chắc chắn là không. Nó chỉ hiển thị khi mà chúng ta bấm vào cái frame layer này thôi, để cho chúng ta nhìn thấy được cái biên, cái vị trí của nó. Còn khi các bạn chọn sang cái layer khác thì mặc nhiên là nó sẽ giấu, nó ẩn giấu, nó không còn nhìn thấy cái này nữa. Do đó thì chúng ta cũng không cần phải lo về vấn đề là in ấn ra nó sẽ xuất hiện những cái phần biên không mong muốn đó. Thế ngoài cái cách là sử dụng frame này thì chúng ta còn có thêm những cái phương pháp khác nữa để có thể tạo ra frame. Tại vì là nếu như mà chỉ có hai dạng frame là frame chữ nhật và frame ellipse này thôi thì nó hơi nghèo nàn về cái cách thức làm việc. Chúng ta có thể làm thêm như sau. Các bạn có thể sử dụng những cái công cụ vẽ ra sharp layer. Và sau khi mà chúng ta vẽ ra một sharp layer thì chúng ta sẽ biến đổi nó thành một layer frame. Thao tác thì rất là đơn giản. Các bạn hãy nhấp chuột phải vào trong cái layer sharp này. Sau đó thì chọn lệnh là convert to frame. Nó sẽ mở ra một hộp thoại new frame cho phép chúng ta có thể là đặt lại kích thước. Và tất nhiên là trong quá trình làm việc như thế này, ngoài cái việc là đặt lại kích thước thì các bạn còn có thể điều chỉnh về độ rộng và chiều cao của cái sharp layer này trước khi mà nó biến đổi sang thành frame layer. Sau đó thì chúng ta nhấp OK để chúng ta xác nhận và chúng ta lại có một cái frame layer được convert sang từ sharp layer. Và tất nhiên để đưa ảnh vào thì chúng ta cũng làm tương tự như là các phương pháp trước đó. Chúng ta có thể là chọn một cái nhân vật khác nhé. Ví dụ như là chúng ta chọn nàng gấu này chẳng hạn. Đấy thì các bạn thấy là nó sẽ lập tức là nó chui vào trong cái khung của chúng ta như thế này. Và các bạn có thể là tiến hành là Ctrl T để các bạn thu phóng và thay đổi cái kích thước cũng như vị trí của đối tượng. Một cách nữa là các bạn có thể biến đổi một cái text layer sang thành frame. Cách làm cũng tương tự, có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái dòng nội dung text
Sau khi mà chúng ta có cái text này rồi thì các bạn cần cái đoạn nào nó hiện ra thì các bạn sẽ hiệu chỉnh. Thứ nhất là về kích thước, thứ hai là về các cái độ xa cách của các cái ký tự này. Thường thì chúng ta sẽ cho nó sát lại vào nhau để cho nó tạo nên một cái không gian nối liền tốt hơn. Và sau đó thì chúng ta cũng thực hiện giống như Sharp Layer vừa rồi, có nghĩa là chúng ta sẽ chuột phải vào trong cái layer, sau đó sẽ chọn lệnh Convert to Frame để biến đổi nó thành frame. Và trong trường hợp này thì chúng ta lại tiếp tục đưa văn bản vào, ví dụ như là chọn cái lệnh Duplicate Layer này chẳng hạn, để đưa nó vào trong cái văn bản. Đây, chúng ta sẽ có cái văn bản và nó chứa cái khi mà được biến thành frame thì chúng ta có thể là lại chứa nội dung ở trong. Thế còn việc tháo dỡ thì chúng ta làm như thế nào? Khi mà có một cái frame đã chứa cái nội dung như thế này thì các bạn có thể là xóa frame, có thể là thực hiện thao tác bằng cách là chuột phải vào đây, và các bạn sẽ chọn một số lệnh ở trong này. Ví dụ duplicate frame thì nó sẽ nhân bản cái frame, delete frame thì nó sẽ xóa frame, remove frame from layer, vân vân, thì các bạn đều có thể thực hiện được. Ví dụ như duplicate frame thì các bạn sẽ tạo ra một cái layer frame giống hệt như là cái layer frame mẫu. Và trường hợp thứ hai là các bạn có thể là chuột phải vào và chọn delete frame. Trong trường hợp này thì nó sẽ hỏi các bạn tại vì là cái thành phần này thì nó gồm có hai phần, đó là frame and content, tức là cả cái khung là nội dung được chứa bên trong đó, hoặc là chỉ xóa frame không. Nếu chúng ta xóa với cái lệnh frame và content như thế này thì nó sẽ xóa luôn toàn bộ cái layer frame đó. Còn trong trường hợp nếu các bạn chọn lệnh là frame only thì nó sẽ xóa bỏ cái frame đi và nó giả nguyên cái ảnh lại cho các bạn vẫn còn nằm ở trên layer này, tức là riêng layer này thì không bị xóa đi mà nó chỉ xóa bỏ cái frame đi thôi. Thì trên đây là một vài cái giới thiệu nhanh để cho các bạn có thể là tiếp cận và làm quen được với một cái dạng đối tượng mới, một cái công cụ mới ở trong cái phiên bản phiên bản Photoshop CC 2019. Và lùi lại một chút thì chúng ta cũng sẽ giới thiệu thêm, tức là khi mà các cái đối tượng mà được đưa vào trong cái frame này thì mặc nhiên là các cái phần pixel layer này nó sẽ được tự động automatic chuyển thành smart object để mà đảm bảo được cái chất lượng của cái hình ảnh khi mà chúng ta co kéo và định vị lại nó ở trong cái khung này, để đảm bảo rằng là chất lượng nó không bị suy giảm.